Tuổi 50, chơi thân với kiểu người này không khác gì chơi với lửa. Kính thưa quý vị, mỗi một ngày mà chúng ta đang sống, cho dù là đúng hay sai, thì đều không thể quay trở lại được. Nếu muốn quãng đời còn lại sống một cuộc đời yên ấm, hạnh phúc, thì trong mỗi một giai đoạn tuổi tác khác nhau, hãy học cách nhìn rõ một vài chuyện, tránh xa một vài người. Đời người ngắn ngủi, giống như cây cỏ mọc vào mùa xuân rồi khô héo vào mùa thu, ít nhiều gì cũng sẽ để lại nhiều tiếc nuối. Nhưng trước khi làm điều gì đó, tốt nhất là nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm. Nếu không thì sẽ rất dễ khiến bản thân phải hối hận cả cuộc đời. Thơ ca Trung Quốc có câu: hoa hữu trọng khai nhật, nhân vô tái thiếu niên. Tạm dịch rằng, hoa còn có ngày nở lần nữa, nhưng con người thì chẳng thể trẻ lại. Câu thơ khiến chúng ta hiểu ra một điều: mỗi một ngày mà chúng ta đang sống, cho dù là đúng hay sai, thì đều không thể quay trở lại được. Nếu muốn quãng đời còn lại sống một cuộc đời yên ấm, hạnh phúc, thì trong mỗi một giai đoạn tuổi tác khác nhau, hãy học cách nhìn rõ một vài chuyện, tránh xa một vài người. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: 20 thành niên, 30 lập nghiệp lập gia, 40 không còn phải lo lắng ưu phiền, 50 chấp nhận số phận trời ban. Đối với người cổ đại mà nói, độ tuổi 50 đã là độ tuổi vãn niên cuối đời, tương đương với độ tuổi 60 như ngày nay. Những gì cần trải qua đều đã trải qua, con đường cần đi cũng đã đi qua, nên nhìn thấu đáo nhiều vấn đề để làm thế nào có thể trải qua những năm tháng cuối đời vui vẻ. Và vì thế, người xưa đã để lại một câu ngạn ngữ khuyên răn: tuổi 50 mà chơi thân với ba loại người này thì không khác gì chơi với lửa. Vậy ba loại người này rốt cuộc là ai? Loại thứ nhất, loại người vô tình vô nghĩa. Con người chẳng phải ngọn cỏ vô tri vô tình, thấy người khác gặp khó khăn, cho dù không thể giúp đỡ được, thì cũng nên tỏ ra đồng cảm cho sự bất hạnh của họ. Thế nhưng, vẫn luôn có những kẻ không những không đồng cảm mà còn vô tình vô nghĩa. Cho dù là đã từng mang ơn người khác, khi người ta gặp nạn thì lại giả vờ như không biết, ích kỷ bội bạc, thật sự khiến người ta phải chạnh lòng. Khi còn trẻ, gặp phải những kẻ vô tình vô nghĩa thì còn có thể mỉm cười cho qua. Dù gì thì cuộc đời vẫn còn dài, không cần thiết phải tức giận vì loại người như thế, cũng không đáng phải tức giận. Nhưng khi ở độ tuổi 50, trải qua đủ mọi sóng gió, mưa bão cuộc đời, những ngày tháng ngông cuồng của tuổi trẻ đã xa rời, tính tình cũng đã được rèn rũa nhiều, trong lòng luôn khát khao tình thân, tình bạn, trân trọng những người thân quen bên cạnh mình. Hơn nữa, còn thường khá yếu đuối về phương diện tình cảm, không chịu đựng nổi những đả kích quá lớn. Nếu như không may gặp phải người thân hoặc bạn bè vô tình vô nghĩa, thì hãy quả quyết cắt đứt qua lại với họ một cách dứt khoát. Cứ dây dưa không dứt thì chỉ càng làm mình thêm rối. Tuyệt đối đừng vì thể diện hay những quan hệ không rõ ràng ràng buộc mình, cũng càng không nên quá để ý tới suy nghĩ của người khác về mình. Bản thân sống thoải mái là quan trọng nhất. Anh sống thật thì tôi cũng sẽ sống thật, anh giả tạo thì tôi quay lưng thế thôi. Nhận rõ bản chất giả tạo, tránh xa những kẻ vô tình vô nghĩa, người ở hiền thì gặp lành. Loại thứ hai, loại tham lam vô độ. Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì lại chẳng thể làm được gì. Câu này nghe có vẻ khá thực dụng, mà lại là sự thật không thể chối cãi. Xã hội ngày nay, chẳng ai có thể nhìn thấy tiền mà lại coi như cỏ rác được. Con cái đi học cần tiền, phụng dưỡng cha mẹ cần tiền, nhà cửa, xe cộ cũng cần tiền. Cho dù là thế, thì cũng không thể là một kẻ coi tiền là số một, điên cuồng kiếm tiền một cách mặt dày vô sỉ, để đồng tiền và dục vọng làm mờ mắt, càng không thể vì tiền mà biến thành nô lệ được. Khát khao tiền bạc chẳng hề sai, nhưng phải dựa vào trí tuệ và đôi bàn tay của bản thân, kiếm được bằng những việc quang minh chính đại. Nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ không còn đường quay lại. Con người khi tới độ tuổi 50, cơ thể cũng vẫn được coi là khỏe mạnh. Lúc này
cần dự tính trong tương lai, tiết kiệm chút tiền để dưỡng lão, cũng chính là tiền cứu mạng, khiến cho con cái được yên tâm, cuộc sống cũng được yên lòng hơn. Nếu như xung quanh mình có kẻ tham lam vô độ, nhất định phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Đối với những kẻ tham lam mà nói, họ gần như không có giới hạn. Một khi ở gần với họ thì cơ bản sẽ có hai kiểu kết cục: bị họ lợi dụng, lừa tiền chạy mất, hoặc là sẽ trở thành một kẻ tham lam. Đây chính là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Thói quen tốt có thể ảnh hưởng tới người khác, thói quen xấu cũng vậy. Thế nên đừng chơi với những kẻ tham lam, đối với bản thân hay gia đình đều là điều tốt. Loại thứ ba, người hay lợi dụng. Đọc ngàn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm xa, đi ngàn dặm xa không bằng đọc vị vô số người. Khi ở độ tuổi 50, cho dù không có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu vạn vật, nhưng ít nhất thì sẽ có thể phân biệt đúng sai, có nhiều kinh nghiệm trong đối nhân xử thế, có thể dễ dàng nhận ra những kẻ so đo tính toán. Đặc điểm của những kẻ hay so đo tính toán rất dễ nhận ra. Khi bạn có giá trị lợi dụng, hắn sẽ nịnh bợ bạn, tìm đủ mọi cách tiếp cận bạn. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, hắn sẽ quay ngoắt đi, coi như không quen biết, thậm chí còn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Loại người này là loại đáng hận nhất, cố gắng tránh xa càng sớm càng tốt. Cho tới nay, những ca dao tục ngữ mà người xưa để lại cho chúng ta vẫn luôn chứa đựng rất nhiều trí tuệ đỉnh cao. Tìm hiểu nhiều hơn cũng là điều tốt, không biết chừng ngày nào đó chúng ta có thể dùng tới nó. Người sống khôn phải nhớ lấy: ba không cười, ba không than, ba không cãi. Kính thưa quý vị, sống ở đời không cười ba loại người, không ca, không cãi ba loại việc. Làm người như vậy mới cao minh. Làm người ba không cười. Một, không cười người khác nghèo. Đâu ra nhiều người vừa sinh ra đã được sống trong nhung lụa, ai mà không từng phải trải qua cuộc sống khó khăn. Làm người, cười chê người khác làm gì? Gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây. Phong thủy trước giờ đều luân lưu. Con người sống ở đời, ai cũng có lúc có thì, lúc lên voi, lúc lại xuống chó. Không ai nói trước được điều gì. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ xem mình sau này có bị cười nhạo lại không. Cười người giống như cười mình, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sống hòa nhã, không chê cười người khác, đó mới là cách sống cao minh. 2. Không cười người khác ngốc. Đừng cho rằng người khác không bằng mình là mình có thể cười người khác ngốc. Người thực sự thông minh đều biết ẩn mình, đều biết giả hồ đồ. Bạn cười họ, họ sẽ vờ như không nhìn thấy. Nhưng ai ngốc thật, ai ngốc giả vờ, rồi sẽ biết mà thôi. Không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người, đó mới đáng nể. 3. Không cười người khác không tài năng. Hiếm ai sinh ra là đã có tài năng thiên phú. Năng lực và bản lĩnh đều thông qua học hỏi mà có được. Trong cuộc sống, nếu bạn có chí tiến thủ, thì cho dù không có tài năng thiên phú, vẫn có thể học hỏi, rèn luyện, nên bản lĩnh cao cường. Nếu mình không tôn trọng chính mình, thì dù cho có bản lĩnh tới đâu, trong mắt người khác cũng chỉ là một quân tốt. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác không có bản lĩnh, mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có một người là thầy của ta. Đây mới gọi là làm người. Làm người, ba không ca. Một, không ca nghèo. Người có ý chí, dù có nghèo tới đâu cũng sẽ không ca thán. Không lẽ cứ ca nghèo là sẽ có người tới giúp bạn? Không, con người sống ở đời phải biết mình chỉ có thể dựa vào chính mình. Càng ca thán, càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không ca thán đều là những người đang âm thầm nỗ lực. Họ có những tính toán riêng ở trong lòng. Họ xem trọng thời gian, làm gì có thời gian ngồi đó mà ca nghèo. Họ cho rằng chỉ có nỗ lực tạo ra thành quả, người khác mới không coi thường họ.
Vì vậy, người nghèo nhưng không ca nghèo mới là cao nhân. 2. Không ca khổ. Thử hỏi xem, thế giới của người trưởng thành có ai là không khổ? Có ai là không phải vác trên vai một ba lô trách nhiệm? Ca thán mệt mỏi có ích gì? Không có ích gì. Người khác không những không thích nghe, bản thân cũng sẽ cảm thấy chính mình vô vị. Khổ qua mùa đông thì chính là mùa xuân, không có đắng thì làm sao có ngọt. Vì vậy, những người sống trong khổ sở nhưng không kêu mệt mới là những người thực sự hiểu được cuộc sống. 3. Không ca mệt mỏi. Có mệt mỏi tới đâu cũng đừng ca thán. Thiên hạ không có con trâu chết vì mệt, chỉ có con lợn chết vì lười. Trâu rất mệt nhưng khi về tới nhà, người nông dân lại coi nó như bảo bối. Lợn không phải làm bất cứ việc gì, béo mập lên, nhưng cho tới cuối cùng lại chỉ có thể trở thành món ăn trên mâm cơm của người khác. Vì vậy, thà khổ hơn một chút, cũng đừng để mình quá nhàn rỗi. Làm người dù mệt tới đâu cũng không than mệt mới là cao nhân. Làm người ba không cãi. 1. Nghèo tới đâu cũng không cãi vã. Nghèo cũng cãi vã, giàu cũng cãi vã. Một gia đình sợ nhất là cãi nhau. Một gia đình hòa thuận trước giờ không bao giờ to tiếng với nhau. Càng cãi nhau càng không ra đâu vào đâu. Vì vậy, dù có nghèo tới đâu cũng đừng cãi nhau. Gia hòa thì vạn sự hưng. Đã là người nhà thì cần phải biết đoàn kết và yêu thương nhau. Có vậy thì nghèo cũng thành giàu. Vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Đây mới chính là lẽ sống đúng mực. 2. Phiền tới đâu cũng không cãi vã. Ai chẳng có tâm sự, chẳng có phiền muộn. Lúc buồn bực, khống chế cảm xúc, không tức giận to tiếng, cũng là một loại bản lĩnh. Một khi buồn bực liền cãi nhau, cuộc sống sẽ chỉ càng rối hơn mà thôi. Vì vậy, học cách khống chế cảm xúc luôn tốt hơn bất cứ điều gì. 3. Tức giận tới đâu cũng không cãi vã. Gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng ra một chút. Nóng giận làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe. Nhẫn nhịn một chút, sự bực tức sẽ nhanh chóng bay đi. Nóng giận làm hại cơ thể, người khác không thương xót, chỉ có mình phải chịu đựng. Bất luận đàn ông hay phụ nữ, cũng cần phải rèn luyện cho mình sự độ lượng, bớt nóng giận lại. Người làm việc, làm người không tùy tiện nóng giận, bực tức, bốc đồng, mới gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.